Sí, tío. Bien muy. Rồi vào đây, cắt đi, cắt quả nào thì cắt. Cực một phát. Ngó. Hỗn luôn. Đầu hay ốm xuống rồi hay không lên trên nghỉ để em vặt tiếp á.
Mày hình như. Trả ơn nhá. Trả ơn được. Trả ơn hình như. Nắm đi về đi. Đi về mệt lắm. Cái gì? 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 Cái gì?
cái này mua tổng mình đâu 2.8 2.8 3.8 3.9 3.9 với lại cộng 13.3 2.8 2.8 ông rồi. Anh đâu được. Nóng nhiều lấy xong rồi. 4-5 gì đúng không? Rau này mấy đấy cô ơi? 5-7 con bằng tổng cân tối. Mai bằng tổng lương giả. Tổng lý ơi. Thật. Giáo ăn thử giáo xích ra. Chưa được 3.8. 3.8 quá, 3.8 nó lên như này. 3.8 này 4 cân rưỡi. Nhưng mà đổ sang, nhưng mà chắc nó vẫn phải đổ. Thì đổ với 2 tháng rưỡi. Sao gì? Ông đồ. Mình chỉ về trước đi. Về trước đi. Mệt về trước. Về nghỉ ngơi trước đi. Xong rồi điểm bán nút xong về sau. Thank you.
Chị ơi, chị làm sao đấy? Chị ơi, chị ơi, anh ơi, em ơi. Chị sao rồi chị? Chị sao lại chị ác sao không? Chị ơi chóng ngã người ta kia. Không đi bác sĩ không nhé? Không đi bác sĩ. Đã hơn chưa? Đi số tổ. Không đi cối về nhà. Anh nước anh. Đỡ hơn chưa em? Em đỡ hơn rồi. Có phải đi bác sĩ không? Không ạ. Hả? Không phải đi, tí em nghỉ nhà tí rồi. Không biết không tỉnh. Cứ ở em chăm sóc chị nhé. Có gì xong rồi chăm sóc chị biết chưa? Chị là ôm mấy hôm rồi mới ra viện rồi. Này chắc là nắng rồi. Thì đợi trong anh đi về nhé. Cảm ơn nhé. Mày qua hôm nay có anh không? Không biết làm nào. Anh về nhé. Anh có dư anh ạ. Thôi không lấy đâu. Đây. Thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Cầm lấy về anh ạ. Thôi. Anh cứ cầm lấy về đi. Cầm lấy. Nhá. Cho anh có dư anh. Anh không lấy đâu, anh không lấy đâu. Rồi xin nhá, vâng. Để hai ấy nhá. Nào, anh về nhá. Ừ. Em nghỉ ngơi cho khỏe nhá. Cảm ơn nhá. Ừ, rồi được không? Anh về nhá. Ừ. Anh về đây. Vâng, anh về nhá. Ừ. Nay may em về đám nhanh đám về thì không ngã đấy, may có anh kia cứu giúp.
Sao xong rồi? Em nhịn thôi. Ngã cả ra kia. Có đi bác sĩ không em? Đỡ hơn chưa em? Em đỡ hơn rồi. Có đi bác sĩ không? Không. Hả? Không đi. Tí em nghỉ nhà tí rồi. Không đi. Rồi em chăm sóc chị nhé. Có gì xong rồi chăm sóc chị biết chưa? Vâng, chị em. Thế đấy, trong anh đi về nhé. Cảm ơn nhé. Ừ. Mày qua hôm nay có anh không? Ừ. Không biết làm nào. Anh về nhé. Ừ. Nước tôi đây. Nước ba. Ừ. Thank you.
bỏ tay ra chị. Để em chạy cho.
thơm thế. Chuông từ giờ mùa nhỉ. Ngọt lắm. Ngọt nè. Nắng này nó ngọt nè. Thank you.
Thank you.
cho dứa vào trong thơm thơm nhỉ. Ngọt ngọt. Ừ. Mùi dứa quả thơm lắm. Giữ để chị chặt. Chị quả đây nhá. Vâng. Cầm chắc ra mà. Ừ nhá. Không được để được. Ôi. Quả chín rồi. Thơm phức. Thơm lắm, chín rồi. Chín rồi. Đấy, đợi, 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 sao? Cứ ngồi đây đi. Đi ngồi đây. Ngồi đây xong rồi để chị lên chị vặt nốt xong rồi. Để khoảng 15 năm. Ừ.
Bạn ba bạn mấy bạn thứ hai. Không ăn không được.
Thank you.
Thật ngã hôm qua nó dưới va vào nó đau. Đau, đau, đau. Chân này xuống thêm. Tay. Mình sẽ ăn đi em. Ăn cháo cho là khỏe. Chị lấy chút tiền này. Nóng lắm, để chút nó gọi đi. Cái gì trộn lên rồi. Nóng nó nóng nhá, nóng bởi chị nhá. Vâng. Còn đỡ chị đấy. Thank you.
Đeo đeo đợi em. Xanh thế, cầm đi. Quả nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu vậy? Lọc không nhiều. Lọc không nhiều. Thank you.
Đừng ngay đây. Đây tôi tưởng cái thằng Hải nó ở ra để cho nó chụp cái rồi. Cái tiền để nó chụp cái rồi cho cái mới đi. Thank you.
Thank you.
Thái ơi, dạ? Nhanh cho chị này. Oh.
từng đá tao đấm rồi. Lúc bị mất con dao à lại thấy có mấy cái.
tiền chưa? 5 ngày á? Ừ. Hôm nào nó trả tiền anh hay là... Ừ, thôi. Có vẻ chị trả luôn được, không tiền phí trả sau đi em được. Ăn nó cũng như ngon đếp thôi, thôi nó con đi về đây. Con về đây. Ừ. Cua ở đây vẻ cho ảnh.